thậm chí đến từ chỗ vua Diêm La. Những chúng sanh này ở trong đường ác, địa ngục do vua Diêm La cai quản rất nhiều, rất phức tạp, bất luận từ địa ngục nào ra, nếu gặp chúng sanh có nhân duyên, những điều này chúng ta có thể lý giải. Những chúng sanh đọa vào trong đường ác, trong đời quá khứ đều từng học Phật. Nếu họ chưa từng học Phật, họ không có được nhân duyên này. Người khác không giúp gì được. Ai giúp họ? Nhân vật tượng trưng gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Chứ gì phải biết rằng Bồ Tát Địa Tạng không phải một người. Phàm những ai tu pháp môn Địa Tạng, phát nguyện vào đường ác, giáo hóa chúng sanh, đều gọi là Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng là tên gọi chung. Rất nhiều. Rất nhiều người phát nguyện học Bồ Tát Địa Tạng, tâm từ bi rất rộng lớn. Tâm hiếu sâu dày. Người này có nhân duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Trong các địa ngục khác, điều này ở trước nói rất nhiều. Ở trong đó giáo hóa người có nhân duyên, có duyên, có duyên với Bồ Tát. Trong A Lại Gia Thức có chủng tử của Phật, nhưng họ chịu khổ ở địa ngục, đau khổ cùng cực. Người này dạy họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Họ nghe lời niệm Phật A Di Đà, phát tâm cầu sanh tịnh độ, thật sự giáng sanh. Quý vị xem rất nhanh, chỉ trong một niệm. Người có nghiệp chướng rất nặng, nhắc nhở một lần, họ nghe được, nhưng vì quá khổ họ không cảm nhận được, chưa thể tiếp thu, vậy thì tiếp tục chịu khổ. Khi cơ duyên thích hợp gặp được Bồ Tát, lại nhắc họ thêm một lần nữa. Có người trải qua rất nhiều lần nhắc nhở mới giác ngộ. Giác ngộ liền ra khỏi đó. Thọ mạng ở địa ngục rất dài. Rất dài là gì? Không gặp được duyên sẽ rất dài. Nếu gặp được nhân duyên, họ thoát ly rất nhanh. Từ địa ngục có thể trực tiếp giáng sanh thế giới Cực Lạc. Quý vị tự nghĩ xem pháp môn này thù thắng biết bao. Chúng sanh trong địa ngục còn dễ dàng giáng sanh như thế, huống gì ở cõi người. Trong cõi người gian nan nhất, vì sao không thể giáng sanh? Là do chính mình tạo thành. Bản thân cho rằng hoàn cảnh trước mắt không tệ, rất tốt, tham luyến hoàn cảnh, không nỡ lìa xa, đúng là ngu si. Vì thì ta niệm Phật không có cảm ứng, niệm Phật không thể lập tức giáng sanh. Vì sao phải thường xuyên đọc kinh? Vì sao phải nghe kinh nhiều? Dụng ý là gì? Dụng ý là để chúng ta buông bỏ
để chúng ta thông suốt tất cả. Tất cả những gì trong thế gian này toàn là hư vọng. Cổ nhân có câu nói rất hay: sanh không mang đến, chết không mang theo. Hai câu này nói rất có đạo lý. Khi đến đầu thai, quý vị không đem gì đến cả, tương lai chết đi cũng không mang theo gì được. Nói với quý vị đây hoàn toàn là giả. Cho quý vị thấy nó toàn là tạm thời, hà tất phải chấp trước. Mục đích nghe kinh là như thế. Hiểu rõ ràng minh bạch rồi không thể không nghe kinh. Chân thành niệm Phật A-di-đà, vậy là đủ. Nếu không buông được, vậy thì không thể không nghe kinh. Vì sao? Vì quý vị chưa hiểu rõ. Hiểu rõ rồi không có gì không buông được. Không cần người khác khuyên ta, tự động buông bỏ. Vừa buông bỏ cảm ứng liên hiện tiền. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Không thể không buông bỏ.